mấy mươi này của anh Hải cũng đang thả giặc cặp cái mép lúng chạy nó nghiêng nghiêng các bạn không. Mai đóng một chục bộ đóng ghê ha, mạnh. Kia tốt mà kia con trăm lá năm, trăm năm chạy từ trong vườn chạy ra tới đây, bữa nay cắt xà quá xà luôn mà, thì nó cắt đó là, ồ, bữa nay cắt ngoài giặt ngoài không, nay mà điện thoại quay là thua các bạn, nhà ông bữa nay có đem máy phim hôm qua quên đem máy phim về toàn điện thoại không. Trăm năm nó bỏ tốt rồi, cái tèn nãy giờ bỏ chưa tới chỗ cắt. Chiếc 70 này chạy chung miếng luôn. Sáng giờ trời mưa, giờ mới nắng lại. Nước rất lúng. Hai con chạy hai bàn hoặc hai con chạy chung một là làng không biết để con chạy lên rồi chắc phải chạy áo bọn ít trước khi nào chạy chung một làng, một làng xe chở khó lắm. Rồi vậy là chạy một làng luôn rồi. Ồ, con kia đang quay đầu lại, con này quay tới. Nhắm nhắm đít hả? Này à, hơi à. 70 mà. Con trăm nó năm này bắt đầu tới chỗ cắt nè các bạn. À. Xa ghê. Rồi, con 70 này bị gì nữa. Nó chuyển như chú vuông. Nè, cắt ganh là lội nè. Nóng ghê quá. Này nắng là ban đầu luôn á. Mưa mà nắng là nắng khủng khiếp luôn các bạn. Còn đây thì cái đội mới kéo. Đội mới kéo đậu đây chờ. Chờ đang gom lúa, hai bà quận mới gom lúa, hai mới kéo. Bạn thấy cái dạng lúa này, chúng ghê luôn, dạng cặp đây nè, chúng cực kỳ luôn. Máy này, cái con 70 này nó ổn da nó đó.
miếng đất này nó có chữ L hẹo. Đất mà còn nhìn thấy ra lá là hiểu ha, lùng phá ra. Con này của anh đợi là ảnh tới 2 cây 70 và anh bán hết cây, anh bán cây 70 thái. Chưa cây 70 bộ lút lại. À, chiếc chạy ha, đã ha. Chiếc này chùm tem là chùm giữ cho chữ vua ta, nó còn mới, nhìn thấy không đẹp các bạn ha. Trăm năm mới ra cắt rồi đó, trăm năm cho này nè các bạn. Chiếc 70 bộ lút này với cái hơi gống không bằng chiếc này nha các bạn. Chiếc này gống hi hi mạnh lắm. Chạy xuống tới đây 70 lút xuống tới chỗ mà anh em đứng đợi gom lúa, quá nắng các bạn, dữ dằn. Bữa nay cái gian này thấy có 3 chiếc, 2 chiếc 70 với 900 năm là quốc bình địa khu này luôn các bạn ha. Khu này nè, từ đây nè, cái tay mình chỉ từ mấy trường ha ra tới cái quên có luôn, đó là 3 chiếc này quýnh từ chiều luôn. Rồi, tạm biệt các bạn video ở đây ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Này còn 70, con này là 70 lút. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký, ủng hộ kênh ha.